Xin chào, tôi là Quang Praha đây. Bạn đang tìm cách mua hoặc đầu tư bất động sản mà túi tiền lại eo hẹp. Tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tiếp cận thông minh và tiết kiệm nhất. Với bề dày kinh nghiệm trong ngành, tôi muốn giúp bạn nắm bắt cơ hội đầu tư, biến thách thức tài chính của mình thành bàn đạp vững chắc. Ngân sách eo hẹp khiến bạn ngần ngại trước cánh cổng thị trường bất động sản. Tôi đã sẵn sàng với giải pháp dành riêng cho bạn. Gói đầu tư bất động sản tiết kiệm và hiệu quả từ Sapa Realty của Quang Praha sẽ là bước đệm vững chắc cho bạn mà không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính. Bạn không chỉ nhận được sự tư vấn tận tình về lựa chọn bất động sản và hỗ trợ pháp lý mà còn được sự kỹ sư xây dựng dày dặn kinh nghiệm 15 năm chia sẻ bí quyết và hoàn toàn miễn phí. Dù là sửa chữa nhỏ hay dự án xây dựng mới, tôi sẽ giúp bạn cắt giảm chi phí một cách hiệu quả nhất, đồng thời bảo đảm chất lượng của công trình tốt nhất. Tôi còn hướng dẫn bạn cách quản lý bất động sản sau khi mua để tối đa hóa thu nhập từ việc cho thuê, bảo trì hay tận dụng tốt nhất cho bạn trong việc sử dụng. Điều quan trọng nhất, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tiếp cận các gói vay của ngân hàng giúp bạn dễ dàng tài trợ cho dự án của mình với điều kiện và lãi suất tốt nhất. Vậy đừng để ngân sách eo hẹp hay bất kỳ trở ngại nào ngăn cản bạn khám phá thế giới bất động sản. Hãy liên hệ với Quang Praha ngay để chúng ta cùng nhau biến giấc mơ này thành hiện thực. Cảm ơn bạn đã dành thời gian cùng tôi. Đừng quên theo dõi và bấm chuông để luôn cập nhật những thông tin và hữu ích từ Quang Praha. Chúc bạn một ngày tuyệt vời. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.